Ok mọi người, thì bữa giờ anh em hỏi mấy con huyết fully red mà limited rất là nhiều luôn, mà bữa giờ chưa kịp quay cho mọi chúng ta xem. Thì hiện tại em mới đem về một cái bầy huyết long limited size 20 mấy cm, đuôi càng cực kỳ đẹp luôn, đặc biệt là con nào con nấy đầu muỗng quắc luôn anh em ơi. Bây giờ anh em đang thả cá ra, em sẽ quay cho chúng ta xem cái đàn này nó như thế nào ha, cực kỳ đẹp. Và đợt này lúa mềm lắm, đợt này em sẽ đưa cho mọi người chúng ta một cái lúa rất là mềm cho anh em mình có thể sở hữu nha. Bên em sẽ có hỗ trợ cho mọi người chúng ta là mình đổi cá xấu cá lỗi nè, mình lấy cá đẹp mình chơi ha, rồi mình muốn góp em sẽ hỗ trợ góp luôn, không cần đưa trước, anh em cứ lấy cá đẹp mang về chơi trước, em sẽ hỗ trợ mình cho mọi người chúng ta có thể góp tháng cho mọi người chúng ta có thể dễ chịu, để mọi người đều có thể tiếp cận được hết, ok ha. Rồi mọi người đợi xíu, em sẽ anh em sẽ thả ra xong rồi em sẽ quay cho mọi người ta xem ha. Rồi. Ok mọi người, thì đây là mấy em nó này mọi người nha, mới vừa thả ra xong luôn mọi người ha. Đó, mấy em này là đuôi càng cực kỳ là khủng nha mọi người nha, size tầm 23 cho đến là 26 cm, đuôi càng cực kỳ là to luôn, to cực kỳ nha mọi người nha, đuôi rất là bự luôn ha mọi người ha. Hiện tại là chưa có tách đàn ra, một xíu nữa em sẽ tách ra từng con đó, rồi nữa sẽ lên mã số cho show cho mọi người chúng ta xem ha. Đó, 23 đến 26 cm, tất cả đều đầu muỗng 100% hết, càng dài đó, đuôi cực kỳ khủng luôn nha mọi người nha, đuôi rất là khủng nha mọi người ha, từng con một luôn, cá limited đuôi đỏ môi đỏ chuẩn chỉ hết nha mọi người nha. Đó, đây bên đây là hồ thứ hai nha, cái này thì limited thì cái số lượng nó không có nhiều ha mọi người ha. Ồ, hiện tại thì có tầm 20 mấy 30 con thôi, không có nhiều. Đó, không có đại trà như những cái loại bình thường nha mọi người. Đó. Rất đẹp nha mọi người ha. Đuôi cực kỳ là khủng luôn. Rồi. Ok mọi người ha. Thì đây là bé đầu tiên em quay cho chúng ta xem, một bé limited nha mọi người nha. Fully red limited, đầu muỗng và đuôi cực kỳ khủng luôn mọi người nha. Đó, anh em nào mà thích cá đẹp đuôi khủng, nếu mà chúng ta chưa xem clip này thì chúng ta đừng nên mua nha mọi người nha. Cực kỳ phê luôn, anh em thấy nè. Đó, cái đuôi của nó cực kỳ là đã luôn nha mọi người nha. Đúng nghĩa là cá đi mình tịch thì nó phải như thế này ha mọi người ha. Đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Đó, quá trời đã luôn anh em ơi. Ô số 1 nha mọi người nha, 11 củ 9 cho bé này. Ô số 1 11 củ 9. Bé này là size 24 25 cm. Tức mình sẽ chiêm ngưỡng bé ô số 2 nha mọi người nha. Đây. Ô số 2 cũng 11 củ 9 luôn mọi người nha. Đó, đầu muỗng và đuôi cực kỳ khủng luôn mọi người ha. Môi đỏ, đuôi đỏ. Nhập Indo chính ngạch nha mọi người nha. Đó. Đuôi cực kỳ khủng luôn em ơi. Quá trời đẹp luôn. 11 củ 9 cho bé này nha anh em ha. Ô số 2. Đầu muỗng 25 cm, mắt môi chuẩn chỉ, râu V chỉ thiên luôn mọi người. Quá là phê luôn. Rồi, tiếp theo là bé ô số 3 nha mọi người nha. Con này cái mỏ nó cực kỳ vểnh luôn anh em ơi. Mỏ vểnh cực kỳ luôn anh em thấy không? Đó. Và vàng đuôi vàng càng của nó cũng cực kỳ là phê luôn anh em ha. Má đã lên cam, viền vảy đã lên rồi và cái vàng hậu nó rất là nở nha anh em. Mọi người ha, 11 củ 9 ô số 3. Ô số 3, 11 củ 9, đuôi quá bự luôn. Đó. Ô số 3 nha mọi người nha. Con này sắc tố màu rất đậm nha mọi người ha. Đây, nó quay qua cho mọi người ta xem. Mình chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Đó, tê tái luôn. Đó, 11 củ 9 nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đến với lại ô số 4. 11 củ 9. Mọi người chúng ta nhìn cái vàng đuôi nó nè, cái đuôi nó rất là cao nha mọi người nha, bản đuôi cực kỳ cao. Đuôi đỏ, môi đỏ, đầu muỗng râu V chỉ viên đó,
Đẹp chưa mọi người? Đó, 11.9 củ nha mọi người nha. Mười một củ chín, ô số 4 limited nha mọi người nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với lại ô số 5 nha mọi người nha. Ô số 5 con này cũng đầu muỗng, rất là muỗng luôn đó, đầu muỗng rất là muỗng và đuôi to kích, đặc biệt con này đuôi đuôi dài luôn anh em ha, đuôi dài anh em, mà đuôi dài thì là một con cá này nè anh em, chúng ta nhìn nè, nó xô cái bộ đuôi nó ra nè, đó rất là đẹp luôn nha. Ồ, 11.9 củ, ô số 5, càng dài, đuôi cực kỳ bự luôn nha mọi người. Đầu muỗng chuẩn chỉ, mắt môi râu ria hoàn hảo nha. Rất sung và rất là lanh cá nha mọi người ha. Miếng chip đầy đủ, nhập Indo chính ngạch nha mọi người nha. Rồi, ở bên đây á là ô số 6 nha mọi người. Ô số 6 này, cái đuôi cực kỳ là bự chà bá luôn, đầu muỗng. Đó. Đồ rất là to nha. Đó. Đầu rất mũ, đuôi cực kỳ bự luôn. 24 25 cm, 11 cũng 9. Lát nữa sẽ còn những con đặc biệt nha mọi người, 12 cũng 9, 13 cũng 9, so bi sổ luôn. Rất là đẹp luôn. Đó, con này đầu mũ rất là nhiều nha mọi người nha. Đó, mọi người thấy cái dàn đuôi nó xô ra không? Quá đã luôn. Rồi, và đây là ô số 7 nha mọi người nha. Đầu siêu mũ luôn. Đó, luôn rất là khủng nha. 11 cũng 9, ô số 7. Này là clip 908. Con này càng rất là dài mọi người ha. Đầu mũ càng rất dài luôn. Đó, cá rất sung, rất lanh nha mọi người nha. Căng xề, căng đét luôn. Ô số 7, limited 11 cũng 9. Fully red nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Cái dạng hậu nó rất là nở ha. Đó, nó mỏ thì vỡ ngược lên luôn, những con này khi lớn tầm ba mấy 40 cm nó sẽ phê cực kỳ phê anh em ha. Ô số 7 nha, 11.9 củ ha. Rất là lanh khác. Rồi và đây là ô số 8, con này bi sò nha mọi người nha. Đó, ngắn đòn như là semi sọt luôn ha, và cái hậu cực kỳ nở, hậu rất là bự luôn nha mọi người nha. Đầu thì rất là nhỏ mà đít thì thiệt là bự luôn, mắt môi chuẩn chỉ hết nha, hậu nở cực kỳ luôn mọi người, chúng ta đuôi căng xòe luôn nha mọi người. 13 cũng 9 nha, này là ô số 8 Olivet đó, này là bisò luôn, rất là đẹp nha mọi người, càng thì dài quá dài luôn, kép vô cái là đụng đít luôn nha mọi người nha. Đó, rất là đẹp. Ô số 8, 13.9 củ bi sò. Đó. Rồi. Và đây là bé ô số 9 nha mọi người nha. Ô số 9 ha. Con này 11 củ 9 nha mọi người. Đó, đuôi cực kỳ là đỏ luôn ha. 11 củ 9. Đó. Em này là 25 26 cm. Đuôi cực kỳ đỏ, môi đỏ, đầu muỗng sủng sỉ, mắt môi. Cấu đuôi ngắn, đuôi thích nha mọi người nha. 11 số 9, ô số 9. Ủa, cá rất là căng, rất là sung nha mọi người nha. 25, 26 cm ha. Rồi, bên đây là bé ô số 10, lại một bé Spiso. Đầu nhỏ mà đuôi bự nữa nè mọi người ơi, đít bự nha. Rất là bự nữa. Là khác ha, body giống như là semi sọt luôn. Đó, đầu thì mũ quá xá cái đít, mới có 24 cm mà nó đã như vậy rồi thì lớn nó sẽ cực kỳ đã luôn anh em ơi, càng thì dài miên man ha. Body quá ok luôn. Ô số 1 đi sò 13.9 củ nha mọi người nha. 13 cũng 9.
Rồi, ok mọi người, thì đây là bé ô số 11 mọi người nha. Con này mỏ siêu vỏn luôn mọi người. Và cái đuôi nó cực kỳ đẹp luôn mọi người ha. 12 củ chín cho bé này. Đó. 25 xăng. Càng rất dài, đuôi cực kỳ khủng, mỏ siêu vỏn luôn. Đó, body ngắn đâu. Như là mấy con semi sọt luôn. Và nở hậu nha mọi người nha, đặc biệt là hậu nở cực kỳ luôn. Ô số 11, 12 cũng chín nha mọi người nha. Rồi. Và đây là ô số 12 Bishop. Hậu bự cực kỳ luôn và cái mỏ thì vẫn cỡ này luôn anh em ơi. Đó, 13 cũng chín nha, Bishop 25 cm. Đầu mũ mỏ vẫn cực kỳ luôn. Đó, anh em thấy cái dàn đuôi không? 13.9 con cá nó phê cỡ này luôn. Mắt môi râu ria này nọ cực kỳ chuẩn nha. 13.9 ô số 12. Ô số 12 ha mọi người ha. Đó, 10 chúng ta nhìn cái bảng đuôi thế này. Đuôi trên đuôi dưới bảng cao cực kỳ luôn. Mỏ thì đỏ chót luôn anh em ơi. Đó, ô số 12 đi sổ 13.9 nha. Rồi, tiếp theo lại là một bé 11.9 nữa nha mọi người nha. Đây, anh em thấy không? Tất cả những con cá đều là đầu mũ rất là mũ luôn. Và đuôi rất bự, 11 con 9. Con này là ô số 13 nha mọi người nha. Ô số 13. Đó, cá căng đét và sung rất đẹp nha mọi người nha. Ô số 13. Mới mà thịt 11.9. Mười một con chín cho bé này, ô số 13. Rồi, bên đây là ô số 14 nha mọi người nha, là bé Bissell 13 con chín nữa, bản đuôi cực kỳ là đã luôn, 13.9 đầu mũ, ô số 14 nha mọi người nha, đuôi quá trời, cái bản đuôi nó cao rồi. Ồ, tê tái, quá là phê luôn, ngắn đòn như là semi sọt, đầu thì chuột mà đuôi voi nha mọi người nha, ô số 14, 13.9 cũ. Rồi, và đây là ô số 15. 11.9 cũ. Con này có cái đuôi rất là đã luôn anh em ơi. Chúng ta nhìn để ý cái đuôi giữa của nó nha. Cái đuôi giữa của nó cực kỳ phê luôn. Mà chỉ có 11 con 9 thôi. Con này chắc là bay đầu tiên trong lớp này, clip này luôn. Ô số 15. Mỏ vỡn cỡ này. Cái đuôi giữa cỡ này luôn. Ở những con cá mà anh em chúng ta thấy cái khấu đuôi nó nhỏ mà cái đuôi nó cỡ này là anh em thấy hiểu rồi. Cái gen của nó cỡ nào rồi ha. Gen của nó đuôi cực kỳ to luôn anh em ơi. 23 24 xăng mà cái đuôi cỡ này có thích địch luôn, bản đuôi cực kỳ cao, 11 cũng chín ô số 15, mỏ vẫn siêu vẫn luôn đó. Rồi đây là ô số 16, con này cũng giống con vừa rồi luôn đó, đặc hãng quá xá luôn, 24 xăng, bản đuôi quá xá bự luôn, đầu siêu mũ, 11.9 cũ, ô số 16. Cái đầu quá xá mũ luôn em ơi, ô số 16 nha, 11 con 9 là con cuối cùng trong clip này. Ok, anh em thích con nào lụm con đó nha anh em ha. Ok, bye bye mọi người.